Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên chuyến đôi vốn hoàn trả con game biển đảo anh em. 8 củ 8 anh em ạ. Xem lái lời như thế nào thì mời anh em cùng theo dõi anh em. Nay sẽ đi vào chuyện cái xích bò anh em ạ. Nếu anh em muốn giao lưu trải nghiệm những con game mình đang chơi thì mình có để link dưới phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Big Boss biển đảo neo 79 89k khi đăng ký lần đầu. Bắt cầu bên Big Boss xem kiếm được 50 cố. Cái vốn hoàn trả mình không biết có khả năng lên được không. Mình sẽ cố gắng nhưng mà đến đâu đến đó anh ơi. Ôi sao ơi, quả cầu bệt đúng cây tài mẹ, uy tín nhỉ anh em. Tính mình hay bẻ anh em ạ. Vào bẻ nhẹ một củ hai xem như nào. Vốn hoàn trả 8 củ 8 thì đánh nhẹ nhàng thôi anh em ạ. Biết đâu bất ngờ lại kiếm ngay 50 củ đúng không anh em. Vẫn cây tài anh em ạ. Khả năng là mình theo anh em ạ. Mình tốt nhất là không bẻ. Tính mình hay thấy cầu bệt là mình vào phát bàn là mình bẻ luôn. Bẻ tay đầu không thành công cũng nghi nghi nhưng mà vẫn gọi là tự tin theo chút xem như thế nào. Gáy tay đầu tay thứ hai thì mình phải cái hai như vậy mình mới có lái được đúng không em. Úp đi em ơi, thấy chưa anh em, đá bảo cầu bệt thì chạy đấu cho thoát mà anh em. Nếu anh em xem tới video hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Anh em nhớ bấm chuông để mỗi khi mình ra video sẽ thông báo, anh em có thể vào xem mình bắt cầu kèo anh em. Tay này sẽ mạnh tay một chút, hai củ mút anh em ạ. Tay này gãy à? Vẫn tiếp tục hút anh em ạ. Quả cầu bịt đẹp vậy. Làm mấy cây tài đây. Tật 7 cây anh em ạ. Khả năng mình sẽ theo đến gãy anh em. Nếu anh em muốn kiếm lãi kiếm lời thì anh em lên vốn. Như vốn như của mình nãy 8 củ 8 hoặc 10 củ hoặc 5 củ. Mỗi ngày anh em chỉ cần đánh được lên như thế này là anh em sẽ chốt nghỉ mai chiến tiếp đấy. Còn nếu mà nghiệt quá thì mình cứ đánh nhỏ lại. Cầu kèo ngon thì mình sẽ chốt nhiều nhưng mà nói chung là con game biển đỏ này cũng chơi khá ok. Con game biển đỏ này mình cũng làm mưa làm gió trên các nền tảng đấy. Bây giờ thì cứ phải ăn chắc anh em ạ. Mỗi ngày x1 x2 thôi. Tham làm cái gì đúng không? Trừ khi là mình muốn gỡ lại là mình phải liều. Phải lên vốn đâu đó vài lít là một hai tay. Có lái lại chốt, lại rút tới. Nói chung là cách mình bắt cầu thì cũng đơn giản thôi anh em ạ. Anh em xem thì anh em cũng biết. Quan trọng là cứ có vốn là gấp tiếp. Cầu kèo thì về đâu mẹ đánh đó anh em ạ. Đéo cần biết rồi. Thắng thua là do mình tham. Còn cái điểm quay may mắn nãy mình quên chưa quay. Biết thế mình quay hết vào đánh. Sao 8 củ 8 cũng đủ đánh anh em ạ. Khả năng sẽ chạy cầu 11 anh em ạ. Mình sẽ dí quả cầu 11 xem nó về đâu anh em. Mình nghĩ là pha này nếu mà không ăn là pha này mình sẽ ra đảo anh em ạ. Tay đi anh em ạ. Dù sao cũng hết mà anh em. Ui xài ơi, về bảo anh em ạ. Đấy, tham là thâm. Nên anh em chơi thì hãy chốt
đúng theo mình kiếm lãi mỗi ngày, chứ máu chó chỉ còn cái này thôi anh em, đúng không? Ấy mình sẽ quay hết 89.000 điểm anh em. Game nào mình cũng chiến anh em ạ. Nếu mà quay hết cái này mình vào tài xỉu all-in một tay, nếu mà gáy thì mình sẽ chuyển sang quay hũ con neo 79 anh em. Và link đăng ký con neo 79 vẫn để dưới phần bình luận cho anh em đăng ký để nhận 39k anh. Trải nghiệm cái vốn nó gọi là hoàn trả đấy ăn thua anh em ạ. Cũng đánh lên mười mấy củ nhưng mà xuống. Điểm quay này cũng khá ngon. Hay là mình quay được bao nhiêu mình sẽ vào bên sóc đĩa Odin phát đi. Còn 3 tay nữa là hết. Cái điểm này anh em có thể hàng ngày anh em có thể điểm danh với lại đích điểm để nhận cái vòng quay này. 1.000 điểm anh em có thể quay được một lượt rồi. Liệu ở bên tài xỉu của Đin có lấy lại vốn không nhỉ? Biết đâu bất ngờ. Không thể biết trước điều gì sẽ xảy ra ở cái tay Udin này anh em ạ. 13 đánh bài luôn này. Nói chung là không ăn thì cũng thua mà anh em. Đỏ đen mà. Cũng không thành vấn đề với cái vốn gọi là tí ti đấy anh em ạ. Nếu mà bở bát pha này mà gáy thì mình sẽ chuyển sang quay hũ con neo 79 anh em. Gáy hộ cái, ok, lại đớp anh em ạ. Lại đớp, lại phải Odin. Biết đâu lại làm quả cầu bền thì lại ngon. Năm tay Odin thôi, đá kho lái ngay lập tức. Chẳng qua đánh vào bắt cầu xích bo bị lối thôi. Chứ cầu bên cân bảng thì nó cứ phải là 99,99% anh em ạ. Mồm nói thôi nhưng mà mở bát rồi mà biết kết quả như vậy. Không biết pha này nó sẽ đi về đâu đây. Quả cầu tài 12 cũng hơi lo lắng là nó ra đảo đấy. Nhiều khi vốn có 100 200k thôi đến chục củ đấy em, độ may mắn của mình đến đâu đó. Mở bát tiếp theo thì mó mình em ạ. Ok anh em sẽ chuyển sang level 79 anh em. Đây rồi anh em. Ok, mình đã tắt loa anh em ạ. Không tắt loa âm thanh là to quá. Để cho anh em xem này, quay đúng 5 lượt nữa này. Lái lời như thế nào thì nghĩ xem có lấy lại cái vốn hoàn trả bên biển đỏ.
vốn hiện tại là 10 củ phải. Quay nhanh luôn. Làm quả nổ mắc win nữa thì ngon. Và này lại như thế nào đây? X4, X6 anh. X100 phát. Mới nổ thì ngon. Nhưng mà tôi có củ 2. Với cây ui, con này được bao nhiêu vậy? 4 củ mút anh. Pin của nó quay có 500k thôi mà nổ quả mắc win cũng được vài chục đấy, vài trăm đấy. Lên thêm một quả nữa nào. Ok anh em, pha này sẽ đi về đâu, pha này nó sẽ đưa mình về đâu đây anh em? Khả năng sẽ về bờ. Ok, x10 luôn này. Ba lên một ô 100 nào. Úi giờ xịt à, đen đủ ấy, may quá anh em ạ. Nó vẫn ra thêm một ô, vẫn tăng được 3 lượt nhé. Cứ xịt là hết đấy. Nhưng pha này xịt là hết này, được có 7 củ. Không sao, vấn đề. Con neo 79 này có rất là nhiều những cái bim quay hú, có đầy đủ hàng nghìn cái trò chơi. Nếu anh em đam mê quay hú thì anh có thể đến con neo 79. Con này nổ được bao nhiêu vậy? Ăn được con win chưa? Vẫn chưa phải là một win anh em ạ. Hãy chụp anh em lên 70, 75 ăn được. Cái này thì mẹ thả hú mẹ neo 79 mẹ im phết 12 tiếp này. À, nha, ngon nha. 4 quả. Anh em bạn được chuyển sang bên này thì ngon này. Không biết pha này hơn gấp đôi pha vừa rồi mấy chục lần đây nhưng mà. Tôi 20 pha này được nhiều. Nhìn đã biết rồi. Lại thêm cô em này là xả mấy viên đạn. Lại nâng thêm mong nó cũng xịt đấy. 50.000 điểm. Ui, được có 17 nhưng mà ấy cú neo 79 chỉ có thế thôi. Lại cũng nổ ít mà cũng được, có lái lên được 100. X14 này quay còn chưa hết 50 lượt nữa, đã có ngay 50 cụ 30 lượt. Khả năng anh em xem thấy video này anh em sẽ thích con N79. Mình nói thật với anh em như vậy. Lại thêm một quả nữa. Oh my god. Hay rồi anh em ơi. Không còn gì mà để nói nữa anh em ạ. Lại ăn to thắng lớn. Con này x nhỏ nhỉ. Toàn x1. Con này khả năng được ít đi. Ra phút đô thì có khả năng mà thịt thì có 5 củ nặng. Quay hết 50 lượt này đã. Rồi chốt nghỉ luôn chứ. Video hơi dài. Vừa chiến cả biển vừa chiến cả neo nó hơi dài một chút. Lại tiếp tục nữa anh em, bạn nhận thấy giờ này dốc này có vẻ là mình vào đúng chỗ hú rồi anh em ạ. Còn 4 lượt. Ok anh em nhé, video của mình đến đây là kết thúc. Anh em ạ, video dài quá. Hẹn anh em ở những cái video sau. Nếu anh em nào có chuyển đấu con biển hoặc con neo 79 thì mình chúc anh em may mắn chuyển thắng anh em. Bye bye anh em.